mình xin hướng dẫn các bạn làm thế nào để sử dụng thiết bị GPS GF07. Thiết bị này có chức năng là định vị vị trí của vật thể chống trộm và có thể lập bản đồ, gửi được vị trí GPS. Ngoài ra có thể ghi âm và thực hiện là các cuộc gọi. Nói qua một chút về ngoại hình thì thiết bị này được thiết kế khá là nhỏ gọn, nhẹ nhàng và dễ dàng mang theo. Mặt sau của thiết bị này thì được gắn nam châm và có thể dễ dàng gắn vào các thiết bị sử dụng kim loại. Thiết bị này thì bao gồm là đầu tiên là một thiết bị GPS, một dây nguồn để sạc, một hướng dẫn sử dụng. Ngoài ra thì để thiết bị này hoạt động cần phải có một SIM và một thẻ nhớ để chức năng là ghi âm. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là làm thế nào để cài đặt và chạy thiết bị GPS này. Thì đầu tiên là mình sẽ mở cái hướng dẫn sử dụng này ra. Đầu tiên thì bạn sẽ phải mở thiết bị này ra. Ok. Bước tiếp theo là bạn sẽ phải gắn SIM. Gắn SIM vào thì nhà sản xuất đã cung cấp cho mình là cái vị trí mà gắn SIM ở đây. Bạn có thể thấy là vị trí ở đây. Thì mình sẽ gắn theo chiều này. Bước tiếp theo là mình sẽ gắn thẻ nhớ theo chiều này. Thì sau khi gắn SIM vào thì bạn có thể thấy là đèn LED ở phía bên trái của thiết bị GPS này đang nhấp nháy 4 lần và sau đó chuyển về trạng thái standby. Thì đèn nó sẽ biến mất. Để xác nhận là việc là SIM này đang hoạt động thì mình có thể thực hiện là gọi điện thoại đến cái SIM mà mình đã cắm vào thiết bị. Mình sẽ để ra ngoài. Ok, như vậy thì mình đã gọi được đến số điện thoại được lắp trong thiết bị GPS này. Bước tiếp theo thì mình sẽ thực hiện là làm thế nào để lấy được thông tin và từ thiết bị GPS này định vị gửi về. Thì nhà sản xuất đã cung cấp cho chúng ta các là mã text để gửi đến số điện thoại này như sau. Đầu tiên thì mình sẽ gửi cái tin nhắn với cú pháp là 000 000 để gửi đến số điện thoại đã lắp trên thiết bị GPS này. Thì sau một khoảng thời gian, thiết bị này sẽ gửi lại cho chúng ta một cái bản tin trả lời là đã xác định việc là cài đặt cái số điện thoại trên thiết bị GPS này. Đây, ok. Các bạn có thể thấy là mình đã nhận được tin nhắn từ thiết bị, nó sẽ gửi về với nội dung là set by number successful, số điện thoại của mình. Bước tiếp theo là các bạn muốn lấy thông tin về vị trí của thiết bị GPS này thì các bạn có thể gửi theo cú pháp là 777. Mình khuyên các bạn là lên đợi đến khi nào thiết bị này phản hồi lại thì các bạn mới nhắn tin các cú pháp tiếp theo. Thì tại vì là khi mà các bạn nhắn nhiều cú pháp ấy, thì nó sẽ làm chậm cái quá trình xử lý của thiết bị GPS này. Bây giờ thì mình sẽ phải đợi thiết bị này nó phản hồi lại. Nó sẽ trả lại cho mình cái vị trí. Ok, thì hiện tại thì thiết bị này nó đã trả lời lại cái vị trí của mình và theo đường link và cái thông tin về nguồn hiện tại là đang 80%. Thì mình sẽ kích vào cái link này là mình biết được cái vị trí của thiết bị. Ok, hiện tại nó đã trả lời là đúng cái vị trí mà thiết bị này đang định vị. Thì ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng nhiều cú pháp khác như là để ghi âm thì có thể sử dụng cú pháp là 666. Ngoài hoặc là có thể xem thông tin về thiết bị thì có thể là thông qua cú pháp là 888. Để các bạn muốn reset tất cả các nhiệm vụ của thiết bị này thì các bạn có thể gửi theo cú pháp là 444. Thì nó sẽ reset tất cả các task trước đó. Đối với thiết bị này thì mình khuyên các bạn nên sử dụng cú pháp là lấy thông tin về vị trí. Còn ngoài ra là muốn ghi âm thì thiết bị này với cái số lượng, với thiết kế khá là nhỏ này thì cái dung lượng pin nó sẽ không lưu trữ được quá nhiều. Mình sẽ thử nhắn tin lại theo cú pháp là để lấy thông tin vị trí. Các bạn phải đợi đến khi nào mà thiết bị nó phản hồi lại. Ok, lần thứ 3 đi. Mình thử một lần nữa, xem là... Ok, về thông tin về nguồn pin thì khá là chính xác. Còn vị trí thì mình thử kích vào lần thứ 2 xem nào. Ok, nó cũng không lệch lắm so với vị trí ban đầu mà thiết bị này đã gửi. Như vậy thì mình đã giới thiệu cho các bạn là
cách để sử dụng thiết bị GPS GF07 này.